Nếu một ngày nào đó ví dụ họ bảo gì nhỉ, lấy cho em một cái size đây ra này, size mở to quá, lấy size S ra phát triển, mình cũng phải lấy được nhé, chứ không phải là ba cái lồng với nhau là không có làm gì được nữa, lấy một cái dập ra được. À cậu này ngứa không biết gái nữa đâu là vậy, phải khơi khơi em nói ra mới lại ai em cũng vậy hả? À? Được rồi đây, không gì về nhà vẽ lại đi lại mẹ. Ai mà làm vậy? Vậy là em hạ xuống phải vẽ được, phải phải vẽ được. À đấy là lầy đấy, cũng được mà, được có kết quả là được, nhưng làm như vậy thì nó không đúng cái tất cả các cái tỷ lệ của sai, tại vì cái tỷ lệ này của size S nó khác nhau mà, hạn nách tất cả nách nó khác nhau. Thì bây giờ đây size này size gì? Mà tôi muốn lấy size S ra ngoài mà tôi phát triển từ size S, bởi vì khách hàng của tôi là size S, ok không? Thế thì các bạn sẽ vào cái này gọi là lấy một size bất kỳ nhé, thì các bạn sẽ vào create, vào đây create size, phím nóng là Ctrl E, phím tắt đấy, thì các bạn có thể đè Ctrl bấm vào cả hai cái này thả ra, nó hiện ở đây đây, các bạn có thể bấm vào cái size S này, bấm OK, thấy không nào? Nhấc cái size S ra ngoài này, nhấc cái size S ra ngoài này, làm sao để biết nó đúng là size S? Một là đưa con trỏ chuột đây, nó hiện sẽ mở bên dưới này. Hai thì các bạn có thể bật vào sâu size lên. Các bạn di con chuột tới đâu nó hiện cái size lên đó lên. Bên này hiện size S này, thấy chưa? S. Bên này là M. Thì đây là size S. Lấy từ cái này phát triển, đảm bảo chuẩn, không phải suy nghĩ. Tương tự lấy size L cũng thế. Ok chưa? Tìm được câu trả lời cho nhân. Đôi khi câu hỏi của bạn ấy cách đây vài tuần bây giờ mới tìm được. Nhưng mà em không hỏi thì thầy đâu có biết. Phải hỏi nhé. Hỏi thì thầy mới biết mới trả lời được. Chịu có hỏi.